Liên quan đến bộ sách tiếng Việt lớp 1 có nhiều sạn, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo có thông báo yêu cầu nhà xuất bản và tác giả sách tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều chỉnh sửa, hiệu đính nội dung chưa phù hợp, gửi Hội đồng Quốc gia thẩm định để thẩm định. Sau đó, Hội đồng báo cáo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét phê duyệt nội dung chỉnh sửa trước ngày 15 tháng 11. Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tác giả sách tiếng Việt 1 của bộ sách Cánh Diều sẽ chỉnh sửa, bổ sung ngữ liệu để giáo viên thay thế một số đoạn bài đọc cho phù hợp hơn với học sinh lớp 1 và thay thế một số từ ngữ khó hiểu, ít dùng từ. Hội đồng thẩm định cũng đề nghị tác giả khi chọn văn bản thay thế không sử dụng truyện ngụ ngôn hoặc các đoạn bài đa nghĩa mà nên lựa chọn đoạn bài trong kho tàng văn học Việt Nam. Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo cần rà soát ngay các quy định tổ chức thuộc trách nhiệm của Bộ trưởng liên quan tới chương trình sách giáo khoa, có giải pháp cụ thể hiệu quả để huy động phát huy đội ngũ giáo viên, các nhà khoa học, chuyên gia tham gia đóng góp ý kiến đối với sách giáo khoa mới và xây dựng kho học liệu điện tử theo chương trình mới.